lớn cháu hiểu này này. Các cháu là nó chơi đây, cháu đi qua cháu. Thế cháu hỏi ông, cháu ông ném gạch vào xe cháu. Cháu ông đây. Thì ông phải bảo nó xin lỗi. Chứ không thể nào bảo. Biến bố mình. Cái con này này. Cháu ném gạch vào xe máy người khác, ông không quát cháu lại còn bên vực gây phẫn nộ cộng đồng mạng. Một đoạn clip ghi lại cảnh cãi cự của một cô gái trẻ đi xe máy và nhiều người lớn tuổi bên đường đang thu hút gần 10 triệu lượt xem trên mạng xã hội TikTok chỉ vì cách hành xử thiếu văn minh, thậm chí là có phần ngang ngược của người lớn tuổi. Cô gái nhân vật chính trong đoạn video trên có tên là Thùy Linh, người này đã đăng tải video cùng dòng caption: không phải người già nào cũng đáng kính, đang đi thì cháu ném gạch cái bóp vào xe máy, ông không quát cháu, lại bên cháu bé thì biết gì, rồi mày thích gì, mày có đi không? Được biết cô gái khi đang di chuyển qua khu vực chơi bời của các cháu nhỏ thì thấy xe mình bị đá văng vào, bạn đã dừng xe lại và hy vọng nhận được sự bảo ban cháu của các ông bà bằng cách ngỏ một lời xin lỗi. Thế nhưng ngay sau khi yêu cầu, cô gái đã nhận về những thái độ hết sức thiếu thiện chí của bậc cha chú, trách rằng ai bảo cô đi qua chỗ trẻ đang chơi, đi qua đây phải để ý và không việc gì phải xin lỗi cả. Không chỉ một người ông mà một vài người lớn tuổi khác có mặt tại đó cũng đồng tình với quan điểm trẻ con nó chả biết cái gì. Ngoài ra cô gái còn bị giật máy quay vì chuyện bé xíu mà cứ xé ra làm to, quay quay cái gì. Trước cách hành xử thiếu văn minh của người ông và nhiều người lớn tuổi có mặt ở đó, rất đông cộng đồng mạng đã tỏ ra bức xúc, yêu cầu chia sẻ video này rộng rãi để lên án cách dạy con dạy cháu theo hướng tiêu cực này. Đúng là không phải trẻ nhỏ nào cũng đáng yêu, không phải ai già cũng đáng kính mà. Xem xong video này, đừng ai bảo con hư tại mẹ nữa nhé, mà con hư tại ông nội. Người ta rất đường hoàng lịch sự, chỉ cần mỗi lời xin lỗi thôi chứ có bắt đền gì đâu mà bên kiểu này, dạy con cháu kiểu này sao nó lớn lên lại hỏng mất.